Xin chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Hady Tộc cùng những video cực kỳ chất lượng. Ở các video trước, Hady Tộc đã giới thiệu cho mọi người những thành viên đáng chú ý trong lớp của Aion no Koji. Nhưng đến giờ vẫn còn một nhân vật có chức vụ cực kỳ quan trọng mà mình vẫn chưa đề cập. Vâng, và đó chính là lớp trưởng của lớp D. Các bạn đừng tưởng đó là Horikita hay Aion no Koji nhé. Lớp trưởng của lớp D chính là Hirata Yosuke, một anh chàng rất chi là đa di năng. Nhưng tại sao cậu lại bị xếp vào lớp D? Thực sự kỳ lạ đúng không nào? Nhưng đã có Hady Tộc ở đây thì mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết. Hôm nay mọi người hãy cùng mình đi hết video lần này để hiểu rõ hơn về con người toàn diện này nhé. Lưu ý video có spoil cốt truyện trong light novel, thế nên là mong mọi người cân nhắc trước khi xem tiếp. Nếu không còn vấn đề nào nữa thì cùng mình bắt đầu ngay thôi nào. Hirata là nam sinh năm nhất có ngoại hình điển trai cùng chiều cao 1m74. Khỏi giải thích chắc mọi người cũng hiểu tại sao Hirata lại được nhiều cô gái để ý nhỉ. Chưa dừng lại ở đó, học lực của cậu cũng không phải dạng vừa. Không những nằm trong top đầu của lớp mà Hirata còn lọt vào top đầu của khối. Hiện tại, cậu là lớp trưởng của lớp Horikita và được biết đến là một người rất năng nổ trong toàn bộ phong trào của lớp. Có thể nói Hirata là một học sinh hoàn hảo ở mọi mặt trên giấy tờ. Nếu nói Hirata có khả năng thu hút người khác thì không ai có thể phủ nhận. Nhưng nếu nói cậu là người có khả năng lãnh đạo toàn diện thì mình tin đây sẽ là ý kiến gây tranh cãi. Khác với Tsuyune luôn cố gắng kéo tất cả vào những trận chiến nhằm thể hiện cô là người có tài và việc đưa cô vào lớp D là một sai lầm, thì Hirata lại có xu hướng quản lý lớp theo chính sách hòa bình là trên hết. Cậu luôn cố gắng kéo lớp tránh xa những thị phi không đáng có. Nhưng cũng nhờ hai quan điểm khác biệt này mà lớp D mới có được sự cân bằng. Nếu Hirata không thể lập ra các kế hoạch cho lớp và rất kém trong việc ra quyết định, thì Tsuyune lại vô cùng quyết đoán. Tuy nhiên, Tsuyune quá lãnh cảm và giao tiếp rất tệ, trong khi Hirata lại là người có khả năng thu hút mọi sự chú ý. Vì lý do này mà ban đầu hầu hết mọi người đều hưởng ứng quan điểm hòa bình của Hirata. Mãi sau này khi Tsuyune khẳng định được tài năng của mình thì các thành viên mới tin tưởng cô hơn. Nói vậy không có nghĩa là Hirata bị xem nhẹ nhé mọi người. Đến hiện tại thì tiếng nói của cậu vẫn rất có trọng lượng đấy. Càng nói chắc mọi người càng thấy Hirata là người quá tài năng, nhưng tại sao cậu lại bị xếp vào lớp D? Không phải tự nhiên một học sinh có vẻ hoàn hảo như thế mà lại vào lớp D nếu không có một lỗi nào đó rồi. Thời sơ chung, Hirata là một học sinh rất bình thường và không có gì nổi bật. Thậm chí cậu mờ nhạt đến nỗi bị mọi người gọi là người tàng hình. Tại sao lại như vậy? Mình sẽ quay về quá khứ trước thời sơ chung của Hirata một chút. Hirata từng có một người bạn rất thân tên là Sugimura. Hai người đã chơi với nhau từ bé và suốt 6 năm tiểu học, họ đều học chung một lớp. Vì là hàng xóm nên Hirata và Sugimura luôn đi học và về cùng nhau. Có thể nói vào khoảng thời gian này, Hirata và Sugimura như hình với bóng. Thế nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi cả hai lên sơ chung. Mở màn cho sự thay đổi này chính là thông báo cả hai học khác lớp. Mặc dù vẫn đến trường và về nhà cùng nhau, nhưng thời gian họ dành cho nhau bắt đầu ít đi dần. Cuối cùng là không còn một cuộc hẹn nào nữa. Hirata bắt đầu chơi cùng những người bạn mới trong lớp thay vì Sugimura. Dù sao thì trong một môi trường mới, việc kết bạn là điều khó tránh. Nhưng Hirata không biết rằng khi cậu đang vui vẻ cùng với bạn mới của mình, thì ở sau lưng, Sugimura đang bị bắt nạt. Sugimura đã nhiều lần cầu xin Hirata giúp đỡ với khuôn mặt bầm dập và thương tích khắp người. Nhưng thay vì đáp lại, Hirata lại chọn cách im lặng, giả điếc, giả mù. Cậu ưu tiên việc chơi cùng bạn mới mà chưa bao giờ để ý tới Sugimura một cách nghiêm túc. Hirata cho rằng Sugimura thường hay gây gổ với người khác nên chuyện lần này cũng là bình thường thôi. Một năm sau, Hirata và Sugimura trở thành học sinh năm 2 và họ gặp lại nhau. Thế nhưng Sugimura lúc đó đã trở thành người khác, không còn là cậu bé luôn năng nổ, cười đùa. Mà giờ đây, Sugimura chỉ còn lại những dấu tích từ những lần bị đánh. Mỗi lần cậu đều bị bắt nạt, thậm chí cậu còn bị đám bắt nạt cấm vào nhà vệ sinh và phải xa trong lớp. Hirata lúc này đã biết được sự thật và thật đáng buồn, cậu vẫn không giúp đỡ người bạn thơ ấu của mình. Hirata sợ mình sẽ thành đối tượng tiếp theo, cậu lo cuộc sống tươi đẹp của mình sẽ bị hủy hoại. Nên dù đó là Sugimura, người đã luôn ở cạnh cậu, cậu sẽ vẫn giả vờ không thấy gì. Hirata tin rằng một trong ba kết cục tốt sau đây sẽ xảy ra. Thứ nhất, một ngày nào đó bọn côn đồ thấy chán và tha cho cậu ấy. Thứ hai, Sugimura nghỉ học và việc bắt nạt sẽ dừng lại. Thứ ba, sẽ có ai đó giúp Sugimura. Hirata vẫn mang suy nghĩ như vậy cho đến ngày hôm ấy. Sau khi kết thúc buổi tập bóng đá vào buổi sáng, Hirata đã quay lại phòng học.
Ở đó cậu gặp Sugimura, dù trước đó là bạn thân với nhau nhưng Hirata vẫn do dự, không dám vào. Lúc đó cậu thấy không thoải mái. Hirata luôn lo sợ rằng mình sẽ bị bắt nạt nếu chơi cùng với Sugimura, thế nên cậu đã không nói gì với Sugimura. Bầu không khí khi ấy im lặng đến đáng sợ. Và ngay sau đó, Sugimura đã nhảy ra khỏi cửa sổ trước mặt Hirata. Sau khi được đưa đến bệnh viện, Sugimura được chẩn đoán là đã chết não. Và đến tận bây giờ, cha mẹ của Sugimura vẫn chờ đợi và tin rằng con trai mình sẽ hồi phục. Nhưng dù Sugimura sống hay chết, Hirata vẫn không thể ngăn cản bản thân nghĩ rằng chính cậu đã đẩy người bạn yêu quý của mình đến cái chết. Vào khoảnh khắc Sugimura nhảy xuống, Hirata mới nhận ra tất cả bi kịch này xảy ra là vì sự ích kỷ của cậu. Thế là Hirata quyết định thay đổi và cậu bắt đầu sử dụng thiết quân luật để nắm quyền lớp như một biện pháp để dẹp nạn bắt nạt. Lúc này Hirata cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng không, mọi thứ vẫn tiếp tục, chỉ là mục tiêu đã bị thay đổi. Mình không phải là loại người giống như Ryuen hay Sudo có thể dùng vũ lực để thống trị người khác. Mình không thật sự dùng nắm đấm lên bất kỳ ai, kể cả mình có muốn dùng nắm đấm đi nữa, cũng không có ai đứng lên đánh trả lại tất cả. Mình đã đứng lên trên tất cả học sinh còn lại đều chỉ có thể đứng dưới mình. Nếu làm vậy thì sẽ không xuất hiện thêm người nào bị nhắm đến nữa. Dù tranh cãi có xảy ra thì tớ sẽ là người chen vào giữa. Mình sẽ trừng phạt cả đôi bên, ai cũng sẽ phải chịu nỗi thống khổ. Tuy không có sự khác biệt nhiều, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, mọi chuyện đã lặn xuống. Hirata ngây thơ tin rằng cách này sẽ ngăn chặn vấn nạn bạo lực học đường, từ đó đưa lớp vào quy củ và mọi người sẽ đoàn kết với nhau hơn. Nhưng sau cùng, bầu không khí lại dần ngột ngạt, các thành viên cũng biến thành người vô cảm. Nó nghiêm trọng đến mức lớp bắt buộc phải giải tán và tất cả đều bị giám sát cho đến khi tốt nghiệp. Dù trong light novel không đề cập nhưng có thể suy ra, Hirata vào thời điểm đó đã không thể kiểm soát mọi thứ tốt như người sử dụng cùng cơ chế lãnh đạo là Ryuen. Có thể nói chính sự kiện Sugimura đã khiến cho Hirata cố gắng trở thành một người giống như Ayanokoji trong những năm tháng sơ trung và Ichinose khi bước vào cao trung. Vậy nên nói cậu chàng là sự kết hợp của cả hai người đó cũng không sai, nhưng mà cái pha trộn lẫn đó vẫn chưa tới. Thật ra việc Hirata không thể đạt đến đẳng cấp của Ayanokoji hay Ichinose cũng không có gì là lạ. Với Ayanokoji và cả Ryuen, Hosen, họ vốn luôn sống trong môi trường ganh đua kiểu mày chết tao sống. Thế nên ngoài việc được tôi luyện về độ cáo già, sự bất chấp mà họ còn học được sự dứt khoát trong việc đưa ra quyết định. Hirata quá lương thiện và thiếu can đảm để có thể hành động như những người này, dù trong thâm tâm cậu biết đây là cách giải quyết hiệu quả nhất, dù bản thân cậu biết lợi ích mà nó mang lại. Còn về Ichinose thì phải nói đẳng cấp của em xứng đáng là thánh nữ luôn rồi. Nói một cách dễ hiểu là bản tính lương thiện của Ichinose đã gần như đạt cấp độ cao nhất. Đặc biệt đây vốn là bản chất của em ý chứ không phải do em ý tự ép mình. Còn Hirata, sự lương thiện của cậu vốn xuất phát từ sự áy náy, dằn vặt trong quá khứ và cậu chỉ đang tìm cách để bù đắp nó. Vậy nên mặc dù đều là tốt bụng nhưng bản chất của cả hai hoàn toàn khác nhau. Từ đó dẫn đến cách mà họ giải quyết một số vấn đề sẽ khác nhau. Mình xin lấy ví dụ cho cái này liên quan đến vụ của cây nhé. Sau khi lên cao trung và được vào trường giáo dục đào tạo nâng cao, Hirata được xếp vào lớp D do quá khứ đen tối thầm kín của mình. Ngay khi bước vào cao trung, cậu đã quyết định sẽ không để quá khứ lặp lại lần nữa. Cậu quyết định sẽ xây dựng một lớp học đoàn kết bằng mọi giá. Cậu đã thành công xây dựng hình mẫu lý tưởng của mọi cô gái, đó là đẹp trai, học giỏi và đa tài. Một thời gian sau, cậu cũng có người yêu tên là Kajiyawa Kei. Nhưng đằng sau mối quan hệ đó là cả một câu chuyện dài. Ngoài Ayanokoji, người được Hirata tin tưởng thì không ai biết được điều đó. Trước kia, Kei từng bị bắt nạt và cô bị ám ảnh về quá khứ của mình. Khi gặp Hirata, cô và cậu đã cùng nhau lập một thỏa thuận. Hirata đồng ý giúp cô và cả hai công khai yêu nhau, nhưng thực chất chỉ là fake couple. Như mình đã nói, Hirata là người cực kỳ tệ trong việc đưa ra quyết định và còn mang theo gánh nặng tâm lý. Gần như là cậu chỉ cố gồng lên để làm bạn trai Kei, chứ cậu không thể đưa ra những phương pháp để giúp cây thoát khỏi ám ảnh quá khứ. Dù sao, chính bản thân cậu còn không thể thoát khỏi ám ảnh của mình nữa mà. Chúng ta có thể thấy rõ điều này trong cuộc trò chuyện với Ayanokoji trong volume 4 năm nhất. Hirata thừa hiểu những gì mình sắp làm, nhưng vẫn không ngăn cản. Trái lại, còn bảo Ayanokoji đừng nói điều gì liên quan đến kế hoạch. Có hai lý do để Hirata có hành động như vậy. Lý do thứ nhất, Hirata tin rằng Ayanokoji rất giỏi đưa ra quyết định và có phần tàn nhẫn. Và cái quyết đoán đó của Ayanokoji sẽ cần thiết với trường hợp của Kei hơn. Nếu thay Hirata bằng Ichinose thì chắc chắn chuyện này sẽ không được phép xảy ra vì điều đó hoàn toàn trái với tư tưởng của cô nàng. Lý do thứ hai, Hirata bảo Ayanokoji đừng nói về kế hoạch bởi vì cậu không muốn nghe nó. Như các bạn biết rồi đó, kế hoạch này hoàn toàn đi ngược với tư tưởng hòa bình của Hirata.
Nếu nghe chi tiết từ chính miệng Ayano Koji, với sự bất ổn trong tâm lý vốn đã có trước đó cùng với bản chất thiện lương, kiểu gì cậu ấy cũng sẽ không nhịn được tìm cách ngăn cản. Nếu mọi người vẫn chưa hiểu được lý do thứ hai thì có thể xem lại phần kỳ thi Class Poll, cuộc chọn lọc học sinh ưu tú và bét bảng dựa vào số phiếu tán dương và phiếu phê bình của học sinh. Cuộc thi này Hayate Tổng đã nói qua rất nhiều rồi và mọi người chắc cũng biết người bị đuổi học là Yamauchi. Và việc Yamauchi bị đuổi học đã gây ra cú sốc tâm lý cho Hirata. Hirata đã rơi vào trạng thái hoảng loạn chưa từng có. Đó là một trạng thái đáng sợ của khủng hoảng cảm xúc. Nhưng Hirata lên cơn không phải vì cậu quý Yamauchi đâu, khi chính cậu đã khinh hành động bán bạn cầu vinh của Yamagot mà. Lý do cho sự lên cơn của Hirata là vì hành động vạch trần những gì Yamagot làm của Suyune đã thẳng tay đập tan bề nổi đoàn kết hoàn hảo mà Hirata luôn mong muốn và tự hào. Hirata biết rằng lớp tồn tại nhiều vấn đề, nhưng cậu không đủ can đảm hay nói trắng ra là không muốn chấp nhận rằng đây vẫn là một lớp có sự đoàn kết và kỷ luật kém nhất khối. Cậu ta muốn trốn tránh sự thật vì bản thân cậu cũng không thể làm được gì. Hành động phản đối Suyune và ngăn đuổi học Yamauchi chính là sự níu kéo trong vô vọng, không chấp nhận sự thật đó. Mình xin nhắc lại ý của Ayano Koji. Nếu cậu ta thật sự muốn cứu Yamauchi hay đúng hơn là không muốn ai bị đuổi học thì cậu ta phải hành động như Ichinose. Nếu không thì cậu ta không có quyền gì phản đối một Horikita sẵn sàng đứng ra nêu tên người phải ra đi và càng không có quyền phán xét về những gì Yamauchi và những người khác làm để tự cứu lấy mình. Mà Ayano Koji nói cũng đúng, thực hỏi Hirata đã làm gì trong khi những người còn lại đang cố gắng tìm cách tồn tại. Tất cả những gì cậu làm là cố gắng đứng ở vị trí trung lập và không làm gì, rồi đến lúc nước dâng đến chân thì lại to mồm, nói đạo lý bạn bè các thứ. Nhiều bạn sẽ nói rằng có điểm đâu mà cứu thì Ayano Koji cũng trả lời rồi. Thế chẳng phải là do lỗi cậu dẫn dắt lớp à? Ý ngầm chê trách khả năng quản lý lớp của những người đứng đầu lớp. Ok, giờ chúng ta sẽ bàn một chút về những gì xảy ra sau khi Yamauchi bị đuổi học nhé. Nói thật thì nó không khác gì Haruka ở volume 6 năm 2 cả. Cậu bơ phờ, không muốn nói chuyện với ai và xù lông với những người muốn tiếp cận an ủi. Nói thật mình thấy tội bé Mi-chan cực kỳ mọi người ạ. Đến tận bây giờ cô vẫn bị Hirata treo ra rìa. Bản thân mình đồng ý với quan điểm đây là những biểu hiện của một kẻ thất bại, một kẻ hèn nhát, làm nát hết hình tượng boy hoàn hảo mà tác giả xây dựng từ trước. Nhưng theo mình đây là điều cần thiết cho quá trình phát triển của Hirata. Ngoài ra mình cũng cho rằng những ai rơi vào trường hợp của Hirata cũng sẽ làm như vậy thôi. Thế nên nếu nhìn ở góc độ nào đó ta có thể thông cảm cho cậu. Bản thân Hirata đã mơ về một cuộc sống học đường bình yên từ rất lâu. Nếu đây là một ngôi trường bình thường thì cậu ta có thể chìm trong cuộc sống màu hồng đó. Hirata cũng có thể làm lớp trưởng gương mẫu suốt 3 năm cao trung. Tuy nhiên, trong một ngôi trường có thể gọi là chiến trường không gươm giáo, thì dù là người không muốn lao vào vòng xoáy tranh đấu như Hirata, cũng bắt buộc phải học cách để tồn tại và đối diện với sự thật. Nó đã ép cậu phải dùng hành động để thực hiện ước mơ của mình. Chưa kể cậu còn là lớp trưởng của lớp, nếu cậu gục ngã thì mọi người trong lớp cũng sẽ gục ngã theo. Và đó là những điều mọi người cần biết về nhân vật Hirata. Giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tóm lại những vấn đề đằng sau con người có vẻ hoàn hảo này nhé. Đầu tiên phải nói lý tưởng và lập trường của Hirata là rất rõ ràng, nhưng cậu lại không thể hoàn thành nó đến cuối. Ayano Koji cũng từng nói về vấn đề này như sau. Cậu muốn làm gì cũng được, nhưng đã làm thì phải làm đến cùng, rồi vùng vẫy hết sức để chọn ra con đường cho riêng mình, để rồi khi có chuyện gì thì cũng có cách giải quyết, kể cả việc bị đuổi học. Đó mới chính là con đường cậu phải đi. Khuyết điểm thứ hai của cậu đó là luôn cố gắng gánh vác mọi thứ mà không cần ai giúp đỡ. Chúng ta có thể thấy rõ điều đó thông qua việc cậu xua đuổi Mi-chan, qua việc cả lớp loạn lên trong kỳ thi đảo hoang năm nhất hay qua kỳ thi hội thao. Điều này vô tình khiến Hirata dễ bị áp lực tâm lý, hoảng loạn, trong thời gian dài sẽ dẫn đến sự sụp đổ về mặt tinh thần như trong volume 11. Vấn đề cuối cùng của Hirata chính là khao khát bảo vệ tất cả mọi người do những chuyện trong quá khứ. Tư tưởng này của cậu đã khiến cậu không dưới một lần bị kẻ xấu lợi dụng. Trước khi kỳ thi Class Poll bắt đầu, Quenji đã ẩn dụ điều đó thông qua câu nói vết thương thì cứ để bạn bè thi nhau liếm hộ, còn giúp rác rưởi thì vốn không cần thiết. Quenji nói câu này vừa có ý châm biếm sự yếu đuối Hirata, nhưng vừa có ý khuyên cậu ta đừng cố gánh mọi thứ một mình. Kẻ phản bội không đáng được tha thứ, nhưng mọi người cũng sẽ tự khắc an ủi nhau vượt qua cú sốc đó. Chỉ tiếc là Hirata không hiểu những gì hắn ta nói lúc đó. Và mọi chuyện ra sao thì mọi người cũng biết rồi đó. Cậu đã liều đến mức muốn chết thay Yamauchi, dù sao không thể trách Hirata được. Những gì xảy ra với lớp Sochung ngày xưa vẫn khiến Hirata ám ảnh đến tận bây giờ. Nội dung nãy giờ có vẻ hơi u ám mọi người nhỉ? Ngay bây giờ chúng ta sẽ thay đổi không khí bằng chuyên mục mối quan hệ giữa Hirata và nhân vật chính Ayano Koji. Chắc chắn nhiều chị em hù sẽ rất thích cái này đây.
Hirata là một trong những người đầu tiên chú ý đến Kiyotaka và những hành động của cậu trong Volume 3, đặc biệt là phân đoạn trên tàu liên quan đến cây. Nói một cách nghiêm túc thì Hirata vô cùng khâm phục và ngưỡng mộ Ayanokoji, cậu ngưỡng mộ sự lạnh lùng, quyết đoán khi đưa ra những quyết định của Ayanokoji. Không phải tự nhiên Hirata nói Ayanokoji giống mình trong quá khứ đâu mọi người ạ, dù rằng đó chỉ là cảm nhận có phần chủ quan của cậu ta thôi. Hirata trước đây từng cố dùng sự tàn nhẫn để giải quyết vấn đề, nhưng rõ ràng nó không hề hiệu quả như những gì thiên tài White Room làm được. Sau cuộc nói chuyện với Ayanokoji ở Volume 11, Hirata đã mong muốn trở thành một người như Ayanokoji trong suy nghĩ của bản thân cậu ta. Cậu quyết tâm sẽ thay đổi để trở nên tốt hơn hoặc chí ít là biết cách tồn tại trong môi trường này. Tất nhiên đó là một hành trình rất dài. Bằng chứng là trong cuộc nói chuyện sau khi đuổi học Sakura, Hirata đã nói rằng mình vẫn run đầu ngón tay khi bấm vào nút bỏ phiếu thuận. Nhưng sau cùng, cậu ấy vẫn bấm. Dù nhỏ nhưng đây chính là tiền đề cho những thay đổi theo hướng tích cực sau này của Hirata. Tóm lại, Hirata cũng chả khác gì cây với Kushida. Cùng lắm họ chỉ khác nhau về nguyên nhân dẫn đến tính cách hiện tại mà thôi. Nhưng đáng mừng là họ đang dần thay đổi bản thân để có thể tiến về phía trước. Bởi nếu cứ gặm nhấm cái quá khứ đau thương thì tốt nghiệp sớm chỉ là chuyện sớm muộn. Có lẽ chúng ta lại phải nhắc lại lần thứ N câu nói muôn thuở: thay đổi hoặc là chết. Tất nhiên theo lời Ayanokoji thì Hirata vẫn chưa thể gọi là thay đổi triệt để. Nhưng với mình thì sau những gì cậu thể hiện trong Volume 5 của năm 2 thì đây là một điều xứng đáng được ghi nhận. Dù có thích hay không thì chúng ta không thể phủ nhận rằng Hirata không phải là hạng bất tài khi cậu đã cống hiến rất nhiều cho lớp. Cuối cùng mình muốn xác nhận với mọi người một thông tin là Hirata không gay nhá. Cậu ấy chỉ hơi gay thôi. Đùa đó, dù hơi yểu điệu tí nhưng Hirata vẫn là trái thẳng 100% nhá. Chỉ là mình cảm giác từ khi cậu thân với Main thì sắp cong đến nơi. Những lời vừa rồi cũng đã khép lại video ngày hôm nay. Mình xin cảm ơn mọi người vì đã theo dõi video đến giây này. Trong lúc làm video không tránh khỏi sai sót, thế nên là nếu có bất cứ ý kiến nào thì mong các bạn hãy bình luận ở phía dưới nhé. Và cuối cùng đừng quên để lại một nút like và đăng ký để giúp Hai Đại Tộc phát triển hơn nữa nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye! Xin phép mời anh em mấy phút quảng cáo nha. Hiện tại HD Tộc có mở ra HD Tộc Shop trên Shopee bán những thứ liên quan đến anime, manga, light novel nói chung. Nhưng hiện tại mới chỉ đang tập trung vào bán poster và in poster theo yêu cầu. Rất mong nhận được sự ủng hộ của anh em. Anh em có nhu cầu in poster hãy đến với HD Tộc. Yên tâm đến với chúng tôi thì chỉ có một từ là chất lượng. Cái này qua từng video của chúng tôi thì chắc anh em không còn hoài nghi gì nữa rồi chứ. Không hoài nghi nữa thì đặt hàng đi thôi, chần chừ gì nữa. Hay anh em có lo lắng không biết chọn ảnh đẹp ở đâu, in gì, tất cả không phải lo, cứ inbox. Chúng tôi sẽ phục vụ anh em tận răng, từ khâu tìm ảnh đến tư vấn chất liệu và kích thước. Việc gì khó có HD Tộc lo, việc của anh em chỉ cần đặt và đợi. Mỗi đơn hàng của anh em là sự ủng hộ rất lớn vào công cuộc đóng góp kinh tế tiền bạc giúp chúng tôi duy trì những nội dung hay mỗi ngày. Một lần nữa cảm ơn toàn thể anh em đã lắng nghe. Cảm ơn anh em rất nhiều.